Thưa quý vị, vào tối qua 15 tháng 1, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại một kho xưởng trong con hẻm 83 thuộc khu phố 5 phường An Phú Đông, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Theo thông tin ban đầu thì vào khoảng 19 giờ tối 15 tháng 1, người dân sống trong hẻm 83 thuộc khu phố 5 phường An Phú Đông, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đã ngửi thấy mùi khét. Khi đến kiểm tra thì phát hiện ngọn lửa bùng phát dữ dội tại một kho xưởng trong hẻm 83 người dân đã nhanh chóng báo lực lượng chức năng. Do kho xưởng bị cháy nằm sâu trong hẻm nhỏ khiến cho công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Các chiến sĩ phải kéo ống cấp nước dài hơn 400 mét và đồng thời mang bình dưỡng khí để tiếp cận đám cháy. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được kiểm soát. Vụ cháy làm thiệt hại nhiều tài sản bên trong. Đến gần 22 giờ cùng ngày, hiện trường vụ cháy cơ bản được dọn dẹp. Nguyên nhân cũng như thiệt hại đang được công an điều tra làm rõ.